trống là một món không thể thiếu được của các vị lễ hội, là để mở đầu các chương trình trọng đại, là chào đón các vị khách quý tới dự, là tiếng trống vang vọng ngàn năm đưa con cháu Lạc Hồng lập bao chiến công kỳ vĩ. Trống Hội Thăng Long chỉ đạo nghệ thuật Minh Tám do đoàn trống UNESCO Việt Nam biểu diễn, xin phép được bắt đầu. Hà Nội ơi, con chiến công kỳ vĩ, đất rồng thiên hào khí Thăng Long, con cháu Lạc Hồng tiếp bước